lóc đây chưa xong, lóc chưa xong rồi. Đây là cái hẻm 1135 nè, mọi người hay hỏi ngay cái xe tải nè. Có hẻm 1135 nè. À, mình về quẹo vô mình review cho mọi người coi nha. Thì hiện tại là xe máy đi ok, có xe tải đậu trong cũng đi được. Nhưng mà đi khúc thôi, rồi phải quẹo chứ không có đi nguyên hẻm được. Còn xe còn xe tải xe máy thì đi vèo vèo ok. Đi tay được luôn. Này. Ủa? Phía mình. Sao có nước nhiều quá hả? Ui. Ui. Ui, chạy nước luôn. Chạy nước luôn. Ơi. Sao gã? Vô rồi. Vô rồi. Rồi đi khúc đi, xe tải vô được mà. Xe tải vô được kìa. Lội nước luôn rồi. Bà chị vô được mà. Clip này đi. Rồi quá đi. Clip này ghê quá đi. Nó nghe luôn. Nó nghe qua luôn. Đây. Đây. Đó để đi thử cái hẻm. Nó nghe cái trước kìa. Đây. Trời ơi. Ừ, cận cảnh nè. Ai nhà có ai vô nhận nha. Chết cha. Rồi xong luôn. Càng luôn đường đi được luôn. Đi được luôn. Tiếng mất cửa. Cái đường này hồi xưa còn xấu hơn đó nha, giờ là đỡ rồi đó. Giờ là đi đỡ rồi đó. Ừ. Ai. Ừ. Cha cha bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi. Cha kẹt rồi. Đây. Đó, toàn dự án luôn á. Ui, kẹt rồi. Anh đi rụt luôn. Ừ. Đây. Giờ ra mình xe quay cho mọi người coi nè. Đó, có tiếng đang làm ha. Cái lốc này thì chưa xong nè. Con lốc bên đây chưa xong luôn nè. À, thấy chưa? À. Đó, đây là phía ngoài nhìn vô ha. Hiện tại công trình cảm ơn bạn nó làm việc an toàn vậy. Đó. Ok ha. Đó. Này chưa gỡ nữa. Bên mấy anh kia đẹp hơn, bên phía bên kia đẹp hơn đó. Ha, phía mấy anh kia á. Có đèn đâu kìa, test đèn đâu đẹp quá trời luôn. À. Rồi ok nè. Rồi mấy anh đây nè, quanh đây là có dự án đang làm ở đây nè, cũng che tơn nè, cũng của Phú Mỹ Hưng luôn. Nghe mấy bạn với lời báo nói vậy nè. Thấy chưa, ngay đây là dự án là quá ngon luôn. Quá ok luôn. Và những cái đường này tương lai là 1-3 năm sẽ lên. Ok, sẽ lên. Xin mời cứu. À đây là đường miếng đảo kìa, hẻm đảo ra được nè, 1-3 năm nè. Ủa, đây là gì vậy? Hồi đó mình đi quan sơ hơn, giờ mình tươi sáng hơn nè. Đây coi gì vậy? Để coi cái vị trí kìa. Đó, bên đó nghe nói dự án Q7, dự án của Phú Mỹ Hưng nè. Đó. À, đi đường này được nè. Sao được, vô hẻm người ta được đâu. Ừ, phải không? Quay lại đường đó luôn á, chứ không có đi được. À. Rồi, nếu mà xe máy mới đi được. Nếu đó, mà xe máy thì đâm thẳng xuống được. Ô tô thì không qua được. Ừ. Xe máy đâm thẳng xuống cái hẻm nhỏ đó. Quay lại. Ê, có chân đấm á. À, ăn da, phía trước mặt là nhìn thấy ăn da luôn kìa. Cái dự án của ăn da nè. Đó ha, mọi người thấy xe máy đi không? Đó, xe máy đi kìa. Đó, đi vô đường đó. Cái hẻm 1-3-5 á, đi thẳng vô. Đi thẳng vô luôn, thẳng vô là qua tới cái đường Quỳnh Tấn Phát.
cái đường này hơi khó đi. Ok. Đây, đây cái vị trí Q7 nè, Q7 Sài Gòn nè, thấy không nè, cái hẻm nè, đi Quỳnh, hẻm Quỳnh Tấn Phát nè. Đó, cái hẻm vô khúc kia thì nó đỡ vắng hơn, nếu mình đi ban ngày thì mình đi đường này nó gần hơn. Đi từ Quỳnh Tấn Phát quẹo vô, rồi đi thẳng ra tới dự án Q7 luôn, gần. Có khúc này nó hơi vắng hơn ngay dự án nè. Phía bên đây cũng là dự án luôn, phía bên tay trái nè là dự án của Phú Mỹ Hưng, còn phía bên tay phải là dự án của Q7 Sài Gòn Tân Thạnh. Khúc này lúng chưa nhiều, lúng khúc kia kìa, khúc kia lúng thì ghê chứ. Ngồi lại có người dừng lại quay vô miếng nữa mất có 1 phút. Thôi vậy chắc cái dự án này mở ra chắc phải phóng đường chứ. Vậy thì đi nó coi xe hơi lúng sình. Tới đây là nhiều người đang đi mấy cái lỗ, ba cái lỗ. Qua được không á? Còn okay, phía bên kia hồi nãy là lóc U và lóc M ở phía ngoài gương sông nha mọi người. Ok.